đã tân TV màn tiêu đời rồi. Đây là cái giá của việc dám chúng ta. Này, thả cậu ấy ra mau. Người cũng muốn chết rồi à? Hạ hắn đi anh trai. Coi chừng ở trên kìa. Hy vọng anh ấy sẽ chiến thắng. Đấm hắn ta đi nào. Coi chừng kìa anh trai ơi. Sao ngươi dám hạ? Làm cho hắn một đạp đi nào. Hãy đưa hắn ta bay lên trời. Mày tiêu đời rồi. Hy vọng cậu ấy đã hạ hắn ta. Anh ấy đang điên cuồng. Hắn ta bắt được rồi kìa trời ơi. Ôi không, anh ấy đã. Mày tiêu đời rồi nhé. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Cắt cái đầu nó đi. Hắn ta ngủm rồi sao? Ôi không, hắn vẫn còn sống. Điều này thật sự quá kinh khủng. Hãy sử dụng thanh kiếm của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ôi, thật là một thất bại hoành tráng. Tôi rất ấn tượng. Bây giờ ngươi có thể chết được không? Chúng ta có một trái đất để chinh phục. Ta không nên nghe lời mụ nói. Trận chiến này ta là kẻ thắng cuộc. Ta bị làm sao thế này? Mày tới số rồi đấy. Chuyện gì đang xảy ra? Ôi, cơ thể ta đã. Ai là kẻ có sức mạnh ghê gớm như vậy? Chính là ông nội của ngươi đây. Sau bao nhiêu ngày cậu cũng trở lại. Không thể nào. Ta đã trở lại rồi đây. Biến đi cho khuất mắt. Ngươi sẽ không sống đến mai đâu. Chính ta sẽ là kẻ kết liễu ngươi. No, 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 no. Không, 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 không. Counter! Activate your rage mode. Now! Con tớ kích hoạt chế độ con thịnh nộ của ngươi ngay bây giờ. Tuân lệnh. Hắn ta vẫn quá sùng sức. Ta đến khuyên ngươi dừng lại ngay. Ha 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 ha. It doesn't matter how many times you try, the counter will always. Đúng, không quan trọng ngươi thử bao nhiêu lần, con ta sẽ luôn luôn. Sẽ luôn luôn bại trận. Hắn ta bị gì thế kia? Ngươi chưa cảm thấy gì sao? Ôi không, cơ thể ta đã. Cơ thể hắn ta đang tàn nát. Chỉ với một chiêu mà anh ấy đã tiêu diệt được con quái vật này. Ôi không. Cuối cùng cũng bắt được à ta. Ngươi còn điều gì muốn nói không? My master will make you pay. Chủ nhân ta sẽ bắt ngươi trả giá. You have no idea who you're messing with. Ngươi không biết ngươi đang đối đầu với ai. Nhưng ngươi cũng đừng quên sức mạnh của bọn ta. Đó chính là tinh thần chính nghĩa. Ta đã bại trận rồi sao?
đây chính là cái giá phải trả. Thời gian đã điểm. Làm tốt lắm người anh em. Tuy nhiên tôi đã không ổn một chút nào. Cố lên, cậu đã cố gắng rồi. Để tôi xem tình hình của cậu ta. Hãy phục hồi đi, người anh em. Rồi anh cũng sẽ ổn thôi. Ôi cứ như được sống lại một lần nữa vậy. Điều kỳ diệu gì thế này? Tôi cũng không tin vào mắt mình. Lại là gì nữa đây? Đó là linh hồn của hắn ta sao? Cẩn thận đấy mọi người. Đừng lo vì đã có anh ấy. Tuyệt kỹ dừng thời gian. Xem tôi đây nhé. Ôi đẹp quá đi. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Tôi vẫn còn bị thương. Mọi thứ đã chấm dứt. Thật là chán. Tạm biệt. Đến lượt cậu rồi nhé. Sức mạnh thật thần kỳ. Cảm ơn người anh em. Không có gì đâu. Chúc các cậu may mắn nhé. Đã đến lúc mình nên về căn cứ. Hẹn gặp tất cả các bạn sau. Mọi thứ đã bình thường rồi. Tuy nhiên có điều chúng ta vẫn chưa biết. Rằng chúng ta đã bị qua mặt. Hắn ta vẫn đang còn sống. Đó chỉ qua là lớp vỏ ngụy trang. Ta sẽ trở về gặp chủ nhân của ta. Cuộc chiến này vẫn còn rất dài, nó chưa thể kết thúc đâu. Chủ nhân của Enfield vẫn còn chưa lộ diện.